đây. Nhưng mà mày rap không như là tao đâu, từ câu qua từ flow mày thắc mắc không biết đi đào đâu. Ra vần 2 và vần 3 tao chơi tới khi nào, ra vần 50 bằng tao ức còn khuya. Trong underground chỉ có đàn anh, yeah. Nhắm mắt rồi đâu mà vô mình đâu mà nằm vào đâu mà tay mà tao theo thấm thoát cho mà người ta cứ tắm tắt. Ôi chỉ biết kêu rap tao không cần nháp bằng câu cứ nắm bắt thôi. Khi đôi bên người ta thắc mắc đâu tao đã bắt đầu nên lắc và rơi vào một khoảnh khắc ngắt. Đôi là tiếng chim bên sắc cắt môi trời nắng mây gay gắt bay. Một tay lớp bật nghe nhạc mày, một tay phải đi ngoài tắt ngay. Đi ATMA anh đây AC là tao IB mà sao cứ thích cầm ly và dao ha 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 ha. Đi 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 nhưng mà tao chết dánh những người nào bao hoa ra xa. Ta nhiều lần chung chung xài lung tung mới có phần cho câu mày lủng cũng. Tôi bây giờ mày chơi với dữ vì tao chỉ cần một cục nước miếng mới được phun cũng thủng. Tao nói mày nó bắt cười mà cứ quan tâm mọi thứ của tao. Trình độ của mày lấy nước nó bây giờ tao phải đập nghe là ngu. Mày biết cách tiếng rồi mày biết xếp tao đốt chết cho mày chán gần chó đừng tắp. Tay ông tôi mày nghe tao rap hay không mà tao nó bắt tắp. Hay dòng tao đập tháp thay móng cho mày đâm gấp xây cống mày đừng mang hỗn tạp ra pha cây giống. Trình độ mày có thì cứ ra đây giống vì ta đây thống trị bằng đơn của mày cứ việc mà la hay đóng tha. Mặc kệ tao biết mày biết nhưng vẫn sẽ nói cho mày biết. Cuộc sống chỉ có nên những ngày nắng cứ thấy tao ra mà đầy tuyết như thường ngày biết. Mày ngồi vào đầu không biết xoay ngay nhà tao mày giết ngay từ đầu mày không cần thiết bay. Liếc một chút để riết tay tao viết cho mày chi tiết. Thay yêu là nhạc của mày phải siết tay, còn yêu của tao là những tâm trạng không phải một bài diễn thuyết. Hai cuộc sống tự như đi dậy chỉ có một chiếc ai xoay loay hoay. Tao không nhớ nó cây bút máy ngay đây thấy cây cây ha đọc mắt và chớp nháy. Tay bay thì lấy thêm tờ giấy từ nhà thời đấy sang. À tiếng gà thì gáy vang, những cuộc tình chưa kịp hợp mà đã phải thấy tan. Và ta không tồn tại đâu bất ngay cuộc sống tôi biến nó thành một ai khác. Thì ta không thể thấy nên cứ muốn nói những điều mà không thể khai thác. Tôi bị ăn cơm được hai bát nhưng chỉ là nhai nát và nuốt cho trôi. Về coi những thứ trong mình chính là ve chai rác. Khi tao đi bàn chân cứ bước và tay vác, mà khi tao ghi từng chữ cuộc đời với gió tao thổi làm bay cát. Tao đã không cần mày, tao đã không cần ai, bản thân của tao là say sát. Tao đã không cần suy, tao đã không cần nghĩ buổi sáng của ngày hôm nay mát như là cho tan càng tan nát. Cứ thấy tao mà cười với nhau dùng trong tâm can toàn gian ác cô đơn và tan lạc dưới rừng hoang tàn đang khác. Ký ức như trở về những hành lang vàng sang sát. Mỗi tháng thấy từng gian hàng sang mát làm lớn nhưng mà đó cũng bế quan mà mang vác. Một ngày thấy ta giữa thế gian là than cát, đừng lo hãy sang một trang khác. Sẽ thấy được trong cuộc sống này mấy thằng bóng đầy, vậy thì đừng chơi mọi thứ tôi biết nó không hề giống mày. Tao cho mày trông thấy sự thật đâu không mấy tốt và đẹp với những bài thơ và nhạc mà thấy được trong giấy. Khi mà gió đang nằm miền trong không khí và buồn phiền, ta đang có một ngày thì ngày vui như thế sẽ làm gì. Bật mí tao thầm thì tao mà sáng mắt làm đề để viết cho xong một đoạn nhỏ này thôi tặng tụi bay làm quà. Ta thường lo vườn qua đường quan tâm mọi thứ mới cái đau buồn. Tao vượt qua dù như được ra trường kết thúc một cái chán trường bên giường. Nghe nhạc thì pha được nhưng nghe nhạc thì cao và đàn thì ta lại càng ghi ra cả ngàn lời ca về một chiếc lá đã vàng. Tao tức quá má đá cái bàn rap vì tan xác đang toát ra như không khí. Nhạc mày là cái cớ để xả hết mớ được lẽ nằm trong ví. Mày buông CD cho dù hôm nay free thì tao chỉ nghe VD AC Worm JB ha. Đi từ trong máu tao mang âm nhạc thật thụ nên lên cao. Ghi ra từng chữ mày sẽ biết được cái tên tao đạt fucking maniac Việt underground. Mày còn muốn chơi với tao yeah ha.